4 còn bên số 5 nữa. Đúng rồi đó. Rồi vậy thôi. Bây giờ tới cái bài tay chị. Bây giờ nói nếu người nào bệnh ta cho vô nó bệnh, cái tụi bệnh nó học nhau nó trao đổi. Còn thành nhóm nó rủ nhau đi ăn uống rồi nó tập nhau. Bài tay nó gọi là bài thứ nhất. Là cái tay đứng vậy nè. Là cứ rồi thả lỏng hết, cái này nói tay mà không dùng tay. Mình cùng cột sống lắc cái tay. Bởi vì cái việc trong khí công nó kỳ lắm. Luyện chân nhưng mà không có luyện chân. Luyện chân nó dựng cái cục dựng từng cái chỗ mà nó không có gồng, không có gồng cứng lên. Nó căng ra, cái luyện chân nó kéo cái gân ra. Còn luyện tay thì nó lại lấy cuộc sống nó làm cái tay cho cái cột sống nó lắc từ từ. Họ thả lỏng cái tay ra rồi là dăng lắc là to rồi. Cho nó lên cao vậy. Mà khi lên cao dần rồi nó có cái trớn rồi cái mình thả từ từ cho nó lớn từ từ dừng lại không được kèm nó lại đâu thôi dừng lại đó vậy đó mới được lần đó là động tác thứ nhất. Mà tập khi nào thấy cái mấy khớp xương như muốn rời ra lắc lắc họ nó lỏng vô khớp xương nó rời rồi cái ngón tay nó nặng nặng máu nó dồn ra cái đầu ngón tay đó thứ nhất. Thời gian tập thì thường thường chỉ tập chừng một 5 phút hay 1 phút gì. Thường thường buổi sáng tập cái này khoảng chừng 10 phút đến 5 phút để cho nó nóng cái tay. Buổi sáng là đầu khi mình sáng mình đi tập cái công mình học tập mà độ khí trước 36 lần. Rồi nếu mắc cầu mắc tiểu đi cầu đi tiểu thì xong tới cái bài thứ hai là cái bài chân đi chút thì đi khoảng chừng nếu có cầu thang ra cầu thang lên 5 lầu lên xuống 3 lần là xong. Là cái chân tập lên cầu thang nó khổ đi thằng tàn tàn. Thì cái đi cầu thang là 5 trong 1, 5 lợi chân đi trong 1. Sau cái đồng về cái đọc bài tay, cái này cái bài căn bản buổi sáng. Cái này khí công chân, khí công tay, khí công nội tạng. Nội tạng để đi cầu đi thì là hết. Còn chân trong 1 thông, cái này thứ nhất. Đó, xong rồi đứng gần về tự nhiên. Thả lỏng hết, thở đều nha. Cái thứ hai là cái đại dung người này sao? Hấp lên bộ và hấp lên. Đừng tự đó, thứ hai. Quen nó được thả lỏng nó ra hết nó lại cái đắp càng to càng tốt nó kêu to mà không có đau lâu là không được. Rồi thức thứ ba là gãy lưng. Gãy lưng thì đầu tiên mình coi hai cái tay nhìn có đụng nhau không? Dạ cái đấy không coi là thẳng không rồi cái kia cũng vậy rồi cái ráng đi em phải đụng nhau một bên thì đụng một bên thì nó đạt hai bên luôn. Ứng ra hai tay như vậy mà nó chưa được thì tập thì làm vậy nè cái này dỗ ra cái này càng ngày đó dỗ khi nào hai tay nó đủ rồi nó giãn càng sâu xuống dưới nè càng sâu lên trên nữa nè cái hai tay nó và tầm sau trong một tháng trong một tuần một tháng nữa hai tay còn nóng được nhau thành công không được là chưa kích thước lắm sao thứ ba có người tập lắm khi những người ra luôn khi người ta đó nó cũng đừng lên kẹt hưởng ra cho hai cái tay nó gần về nhà chưa được lấy cái khăn mặt mỗi ngày nóng nóng gần là mỗi lần tắm lấy khăn mặt cà dần dần nó quen thứ ba thứ tư là cúi xuống cái tay để vậy coi cái tay thả lỏng chưa thả lỏng rồi thì cúi xuống hất cái tay lên làm sao cái tay nó song song với cái chân kéo lại nó song song nó kéo lên như này cho nó song song rồi đứng vậy chứ thì cho nó ngồi kéo lên nữa đó kéo lên trước rũ ra trước đó rồi khép nó vô trong rồi kéo thấy nó ngọt không? Dạ. Dạ trong người mày mạch máu có mở rồi đó đứng dậy chờ thở đều rồi đứng lên rũ ra trong mạch máu mà đi lo có mở rồi gan có mở men gan cao mạch máu có mở có cholesterol cú xuống vậy né đây mà nó song song với cái chân rồi nó mềm mà nó không hình chữ V mà
nó phải xong kéo như này, nó kéo được cái ngột là mình chết đó, ngột là mày không mất. Nhưng mà lúc con tự làm con đâu có phải có người kéo gì? Không có, mình phải coi kiếm, mình coi kiếm kéo mình phía trước, cái đẩy xa phía trước càng nhiều con mình hấp rồi đẩy nữa ra nữa ra nữa, rồi hai tay ép vô trong đó rồi kéo ra trước, thế nó ngột cũng thở đều, khi nó thở đều rồi đứng lên vũ đó, từ từ cũng thất rồi đó. Nghe học năm thất ôn cho thuộc đi, mỗi cái thực cái nó có chức năng riêng, cái đó là mới luyện mới tinh của nó, tức là nằm vậy thôi. Lúc thứ năm mà nắm ngón tay lại nhỉ, hai tay để sẵn kéo là phía sau lâu 5 giây, ngưng 5 giây, thả ngoài là 10 cái. Nếu mà làm thấy ngực nó nhói rồi rồi phải báo, thì ngực này nó nhói báo gì đó, là hôm nay các bạn nó có 5 bài tới tổ lực thực thụ. Tập cái máy ngàn lần rồi phấn đấu sao cái tay kia mình nắm được kìa, đó bạn đâu nắm không được tay thì mình để tay cái những cái động tác này mà làm không được có bệnh, nó có bệnh không rồi tao nói trước đâu, sợ bây giờ làm sao cái tay mình đụng thì làm sao người ta mới nói bệnh gì, còn cái tay cúi xuống như vậy mà cúi xuống mà không có một, mà không có một trong người á, tay kéo càng nhiều nó cứ ngột rồi, nó ngột rồi còn bệnh nữa, bệnh nó nói ra cái sợ đi khám bác sĩ đầu tiên, khi nào có tay xong nó xong xong rồi là nó qua, còn cái tay này nó nắm như kéo nó 10 lần, rửa ra 10 lần, căng nguyên sẵn 10 lần, cái 20 lần mà thấy nó đau ngực. Còn cái bài thứ nhất là múa cái này là hồi cái tay nó tê dần trong động tay và khớp xương rộng ra. Còn cái hất cái này lên cái tay cái cổ thành tiếng kiện cũng tập vậy đó, mà phải đạt cái đó rồi mới tính chừng này cái mai trong tuần sau, chừng này tuần sau phải xong cái bài này, hôm nay 5 bài, 5 bài đó là 5 bài tay, mai 5 bài tay rồi sáng phải tập, mình hôm nay tập thì sáng lại tập cho nhiều đó. Nó không kêu sao nó cứ nhắc thả lỏng ra, người mày còn cứng lắm giống sánh không, nó không có dỗ như người đó, mày thả lỏng lòng lòng thầm vậy nè, đừng hết nè, thả lỏng như người vậy, nó dỗ người đó, tập dỗ như cái người đó, tập thấp dưới từ từ, hồi trước chắc mày chưa tạ rồi, dạ có, biết liền ngón cái tướng biết, chơi tạ đó là nếu mà hồi trước mục đích mình chơi tạ mình đi lý do gì mình mới nói rõ cái ý hồi trước khi mình vô tạ mình ý tại con hay bị bệnh bạc thế này tập cho nó khỏe đó, khỏe là sao, sức khỏe nhớ sức khỏe khác sức mạnh, cái tạ nó là nó luyện các cơ bắp phình to lên theo cái cơ thể cho nó đẹp đó, cái mục đích của thằng Mỹ nó vậy, cái đó là thể, tức là thể dục thẩm mỹ về cơ thể, mục đích là thẩm mỹ cơ thể cho đẹp cơ thể thôi, yeah. Sức khỏe nó để qua bên, thành ra có nhiều thằng tập tạ bị huyết áp chết liền, học mà chết, yeah. Quá mạnh, nó không chết ngay lúc tập đâu mà nó đang ở nhà, trong nhà tao chính nhà thầy nè, là ông cậu á, yeah. Tạ đẹp lắm, đang ngồi học máu chết, đang cô học máu chết, mà hồi trẻ tao đâu biết, vì sao tao học cái cầm tao mới biết. Nó bị nhồi máu cơ tim, đồ huyết áp cao đó, và cái sức ăn rất là dữ dội, rồi khi nó ăn dữ dội thì gia đình nó có hay mất hòa, tại vì tốn tiền của vợ mình nhiều quá, tốn tiền gia đình nhiều quá mà không có làm gì hết, cái tối ngày đi tập cho ăn không, mà được khi mà cái mục đích những người đi tập để ăn nó phải đi biểu diễn lực sĩ thì nó có thể kiếm tiền được. Nhưng mà nó không thành công cái là cả nhà tan phiền. Cái đó là tức là cái ngành thể thao mà đô con gọi là mày phải thích cái ngành là lực sĩ đi biểu diễn đứng. À, thích cái đó, thích cả đời luôn nha, mày bỏ là mày chết. Đi dọc đường mày bỏ là cả đời mày tiêu tan sự nghiệp. Còn nếu mà chỉ cho đô, có nhiều người có ý là lấy tập cho bự con để đi làm quen chứ gái gú được, cái đó là một sai. Thế đó là sai lầm, tại vì mình tập cho khỏe chứ đâu phải. Còn nếu mày người thường thì thấy những người bình thường họ cũng có vợ có con chứ đâu phải thằng đô con lẫn gái tích. Yeah.
Cái đó là cái suy nghĩ không 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 có chuẩn. Thì mình khi khi mình học cái gì mình phải có chuẩn. Cái gì ta tập thể thao, tập như lực sĩ Mỹ, với điều kiện mày muốn làm tập như Mỹ mày phải trên 1m8, nó mới cân đối, nhỏ thông kỳ đó. Là một. Cái thứ hai nữa là nhà có tiền không để cho mình đầu tư vô mình học, tốn lực lắm, tập khủng khiếp lắm, và ăn uống khi cần 3-4 cái thịt, còn 100 cái trứng một ngày, 20 cái trứng. Mình thấy cái thằng Lý Đức không? Rồi sau đó Lý Đức bây giờ nó khó khăn, sau cho kinh tế nó khó khăn dở luôn, không nổi tội gì đó, nó không gặp cái xe nó đẹp chọc cho đạp, nó đụng vô xe có tiền nền, người ta thấy cũng tội đó, ta bỏ 5-6 triệu mà lúc nó đăng xe đạp đụng vô cái xe hơi của người ta, đó cái chân trọng dân đó, nó đồn với nhau hết, thấy cũng tội. Một. Còn thứ hai là bây giờ nếu mình một con người kiến thức, mình gõ vô mạng ra, khi công đứng đầu thế giới hiện nay, gõ vô mạng nha, mình để chữ quy công tiếng Anh hoặc là đề Xi Jinping là dịch tương kinh tai chi ra, nếu mà cái những môn này nó không có khỏe, nó không bao giờ nước ngoài tập, thằng Mỹ nó còn tập, thằng Mỹ là nó đang tập ngành mày, tức là tạ sao nó bỏ. Tao cho mày biết, tao hồi cái tao học môn này có một thằng Mỹ nó đô, nó học tạ, sau nó qua Trung Quốc học 10 năm giờ nó mở trường dạy khi không bên Mỹ luôn, nó bỏ ngành tạ, cái tướng vẫn còn, cái tướng được cũng đô và lỡ rồi, tại nó tập nó tướng nó thành rồi, mà cái tướng đô thì vô ký công được không, khó thành nó chết nha, cái thịt nó nở ra hết rồi. Mày thấy một con thú nó săn lại chứ nó không có vạm vỡ như thật lực sĩ Mỹ. Người Mỹ là nó chạy theo cái bên ngoài, nó muốn cái này, nó dụ nó nhìn vậy, nó muốn cho đẹp to lên, nó tập cái này thì thành ra nó có sự bất cân xứng, ví dụ nó tập này nhiều mình này to hơn cái này, hoặc là có tay nhiều cái đùi chút xíu, cuối cùng nó tập hết toàn thân, chỗ nào cũng bự hết, mà nó đâu có mắt nghệ thuật làm sao nó cân, dù cái đùi to cái này mới vừa nha, có thẳng tập cái này quá to, cái này nhỏ thì chết. Nói thẳng cái thằng mà đậu được sĩ Mỹ nó toàn bộ cơ bắp phải cân đối hết thì nó đẹp nhất, chứ không phải thằng bự nhất là đẹp nhất, phải ngực bự nhất là đẹp nhất, bự nó phải cân với cái be này cái mông, cái đùi, cái chân, mà cái đó không phải dễ luyện. Nếu sao mày biết mà mấy lần để mà cân, ví dụ cái này 10.000 lần, cái này cái 9.000 lần thua rồi đó, nhìn từ xa thấy nó không giống nhau. Rồi bây giờ nó lại chế là cái thuốc kích thích phát triển cơ bắp nữa, có nhiều thằng nó bự khủng lồ khiếp luôn, xấu quá đi. Rồi từ đó dẹp. Sau này khi mà khoảng năm 1900 mấy tới 2000 thì Trung Quốc bắt đầu nó đổ xô vô tất cả ngành kỹ công Trung Quốc, nó lấy mọi người nó bán cho Mỹ, sau đó Mỹ nó biết môn này nhau, thành ra kể từ năm 2012 tới đi bây giờ kỹ công đầy đi trên mạng hết rồi. Trước mình không thấy đâu, mà những người tập thành những người có trình độ không ạ, phải như trình độ của mình. Và là một, cái thứ hai là cái môn, những cái môn như dịch kinh kinh nó có thương hiệu mấy ngàn năm rồi, nó dở hả, cái gì nó hay nên phải có thương hiệu. Bây giờ mình tập lựa cái gì hay mình tập, mà không phải nói cái đó hay, cái môn này nó hay vậy nè, nó không có tính cạnh tranh, mày tập ta phải soi bằng ai, tao mà bự hơn tao, mày nhỏ hơn, môn này mày tập mày khỏe à, mày có học mày cũng dạy cho bạn mày khỏe, còn mày học cái kia là đấu nhau, giữa hai bạn đang chơi với nhau vì đấu nhau với họ lại ghét nhau, vô hai thằng học võ nó tự nhiên đánh lộn, hai thằng đi kiếm tiền nhưng hôm nay vô đánh võ nó bị hai người lên đánh lộn, mày đập cái xương mặt, ngày nó phải đập này cái xương mặt cho kỳ không, cái đó là cái môn võ thuật. Bởi vậy nếu học võ thuật ra võ thuật, tức học đánh lộn thì học võ thuật ok, kiếm sức khỏe sao đi học đánh lộn, đó sao? Tao trọc hồi trẻ tao cũng vậy, học phẫu thuật đủ thứ võ, về sau á ông anh ta bị chấn thương gãy xương vai, rồi tao là bị toát cái miếng da thịt này, thì tao đấm một cái nó sưng nó toát ra, tao nhảy tao gãy hết cái xương chân, biết rồi, trời đất ơi, học cái này chi vậy. Rồi bắt đầu tao bệnh tao mới hỏi thầy võ tao, thầy có bài quyền múa thằng em bất định học võ hay nó có bài quyền múa ấy, bảo nó nói thẳng á, nó bắt đầu không biết, nói ủa kỳ á, tao nghĩ người võ là không bao giờ bệnh, nó hồi trẻ tao nghĩ đó, hoặc là tập võ là có sức khỏe thì không bệnh chứ, nhưng mà mấy ông thầy võ khi tao đi thăm ổng khoảng 60-70 đều bị đau mấy cái chỗ mà ổng đấm,
là một. Cái thứ hai nữa là tao thắc mắc, hai cái thắc mắc. Bây giờ nếu mình thèm tình dục, tập cái gì cho nó xuống, nói vậy thôi á, cũng không có cách luôn. Tức là cái tánh tình mình nó thay đổi, không có tập bài gì cho nó thay đổi tánh. Ví dụ bây giờ giống như mày mày bị ghiền thì ke, tập cái gì cho hết ghiền. Đó, không có giỡn đâu. Ừ, giờ mày ghiền cái nó tập cái gì hết ghiền. Không, tức là cái võ thuật không chữa chữa ghiền được. Ghiền tức là những cái tánh xấu không chữa được. Cái thứ hai là tình dục không khống chế được. Ví dụ mình thèm, mình thích gái quá, rồi nhiều thằng nó chịu, nó hiếp dâm. Ví dụ mình bây giờ mình cũng người bình thường mà nó cũng có, bây giờ sao xuống đây mà nó làm vậy, nó quấy rối mình, không học hành gì được mà hồi nó qua cái nhẹ nhẹ này. Trong người lúc nào cũng có nè, cả cũng không chịu được đó. Mình đi hỏi ông thầy một chữ là đó. Rồi cuối cùng ta mới để ý là chỉ có thi cầm, tại vì nó múa nó hết được bệnh cho mới thắc mắc được đi vô cái nghiên cứu sâu. Cuối cùng cái một khí công nó có hay, nó thiện. Ví dụ tao tập giỏi khí công giỏi thì tao lại chỉ mày, cho mày để mày tập chữa bệnh, chứ tao không chỉ mà để tao mày đấu nhau. Ví dụ mày học 3-5 bước chân đấu vậy, đi về đấu vậy. Giờ tao leo được 50 lầu mà leo được 5 lầu không bằng tao vậy thôi, chứ đâu có đánh lộn gì. Rồi cái môn này từ sáng đến chiều không bao giờ tập đấu nhau, làm sao với cơ thể mình nó chịu đựng được những cái gì đó. Nhưng bài tập nó có tính chất làm cho mình có sức khỏe. Bây giờ mày đang yếu yếu mà vô mà tập khí công chút mới khỏe ra. Còn như môn thể thao tập nó hùng mạnh lên, nằm quẩy quải luôn, đau cơ đâu bắt luôn, nằm một hồi uống cái gì vô mới khỏe. Hồi ngày mai nó mỏi được mấy ngày. Ngày đầu tiên mình tập tạ sẽ biết mỏi đau chết bà mấy ngày mới hết, tao biết mà. Rồi lâu lâu mày không tập tạ, lâu lâu mày tập lại đau liền. Rồi bỏ một tháng, hai tháng tập, trời ơi, ba ngày nó đau ba ngày luôn. Nó vậy đó, thành ra còn khi con bỏ một tháng, hai tháng vô bình thường. Thật ra tao theo luôn. Ý là vậy. Hôm nay học 5 bài tay về ghi lại. 5 bài tay. Ngày mai học thêm 5 bài tay nữa, sau. Nói tiếp. Thầy lúc mà mình ngồi á, mình có cái bài nào để mà giống như tập nội khí á, tại vì em ngồi trong công ty nhiều á, nhiều khi muốn ngồi mà cũng tập được á. Không, cái đó chưa.